Thì các bạn xem đây là cái xe, nó đã phiên bản của dòng xe này, và dòng xe này nó đã được sử dụng sau 1 năm sử dụng. Và cái số loại của nó sẽ là GA36 Plus. Đây là thuộc về công ty Honda Việt Nam phân phối. Các bạn xem cái kiểu dáng thiết kế của nó khác xa với cái phiên bản 2017. Nó cũng giống lẫn nhau, nhưng mà cái nó sẽ khác nhau về một số thông số và một số chi tiết nó thiết kế mới hơn. Đấy. Cái này nó thiết kế theo một cái ý tưởng nó mới hơn, nó thanh thoát và sắc nét hơn, và thể hiện một cái mảng, cái khối góc cạnh của nó tạo nên cái tổng thể xe nó thon gọn và tinh tế hơn. Đây là mẫu xe nó sẽ trình làng, đúng không ạ? Đây là chiếc xe nó sẽ khác với cái Vision trước đó là năm 2014. Đây là phiên bản 2016 nhá, không phải là phiên bản 2017 đâu. Đây là mẫu xe giá rẻ dành cho các bạn sinh viên, những người có thu nhập thấp và trung bình. Mặc dù nó ở phân khúc là phiên bản này là phiên bản khá tốt, được dạng. Phiên bản này là phiên bản 2016. Nó thiết kế nó cũng khá tốt về các vấn đề về cảm giác chiếc xe cũng là chăm chút mà nó không hề được coi là rẻ tiền. Nó rất là hay các bạn ạ. Phiên này nó phiên bản 2016 này nó thì nó màu sơn và tem của nó được làm mới hơn, cũng như cái chiếc xe của nó đẹp hơn, đẹp mắt với người dùng hơn. Đây là các bạn, đây là phiên bản màu đỏ đen. Thì cái phiên bản xe này nó sẽ rơi tầm khoảng 10 16 đến 18 triệu đồng tùy từng phiên bản, và cái vành xe, vành đúc hay là vành nan. Về cái thông số kỹ thuật của xe này, xe có thông số kỹ thuật như sau. Trọng lượng xe nặng khoảng 98 kg. Dài, rộng và cao. Chiều dài nó là 100 chiều dài nó sẽ là 192. Có nghĩa là nó sẽ là 1920 nhân 720 nhân 1075 mm. Vậy các bạn xem, khoảng cách trục bánh xe nó sẽ là 1217 mm. Độ cao yên nó sẽ là 769 mm. Khoảng cách gầm bánh xe nó sẽ là 141 mm. Và dung tích bình xăng nó dự trữ sẽ là 3,7 lít. Kích cỡ lốp trước và sau, trước của nó sẽ là 70/90 và sau nó sẽ là 80/90. Cái phuộc sau của nó sẽ là bằng ống lồng và giảm chấn thủy lực. Lò xo của nó sẽ là lò xo trụ và giảm chấn của nó cũng là giảm chấn thủy lực. Và nó sẽ sử dụng loại động cơ là loại động cơ xăng 4 kỳ. Dung tích là 1 xi lanh làm mát bằng không khí. Và dung tích của nó sẽ là 109,1 cm khối, có nghĩa là 110 ấy. Được dạ, động cơ này có 110. Và đường kính piston của nó sẽ là 50mm x 55,6mm. Và tỷ số nén của nó sẽ là 9/1. Và công suất tối đa của nó sẽ là 6,18 kW, có nghĩa là nó tương đương với các bạn 7.500 vòng trên phút. Mô-men xoắn cực đại của nó sẽ là 8,65 N, có nghĩa là 5.500 vòng trên một phút. Dung tích nhớt của nó sẽ là 1 lít. Đấy là 1 lít khi nó sẽ dán máy ra, có nghĩa là bằng 0.8 khi thay nhớt đấy. Cơ cấu số của nó sẽ là 4 số, có 4 số tròn rồi ạ. Đấy, nó giống với các thông số phiên bản xe của nó. Và đây là góc cạnh của nó, đây là phiên bản xe này nó đã dùng được 1 năm, hơn 1 năm rồi.
Và xe này nó có cái hệ thống khởi động, nó là đèn nổ và hệ thống khởi động đạp, cả đạp ở dưới này. Đây là dòng xe giá rẻ dành cho người có mức thu nhập thấp và trung bình. Đây là xe nó sử dụng cái hệ thống vành đúc có màu đỏ rất là bắt mắt các bạn xem, vừa đỏ vừa đen, nhìn nó rất là khả thi. Đây là hình ảnh chi tiết. Đây là vành sau của máy có cái giảm sóc. Đây là cái giảm sóc theo tháng của máy. Nếu mà anh em dùng cái giảm sóc để chở hàng các thứ ấy, thì anh em có thể là nâng cấp cái giảm sóc này lên. Tuy nhiên cái phiên bản 2016 của cái dòng này ấy, nó sẽ không có hệ thống, đó chính là hệ thống phanh ABS. Nó không có hệ thống phanh ABS. Đây là một trang bị rất là tiện ích cho các dòng xe đời mới hiện tại. Và dòng xe này nó rất tiết kiệm xăng các bạn. Dòng xe này rất tiết kiệm xăng. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe này nó rất là tốt các bạn. Thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái dòng xe này nó sẽ rơi tầm theo một số anh em nó thử nghiệm ấy các bạn, thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 60 km trên một lít, có nghĩa là một lít nhiên liệu ấy, được chưa ạ, sẽ đi được 60 km, khoảng 5,6 km trên một lít với cái đường trường, có nghĩa là đường ở đường cao tốc của bạn ấy, không có cái đồi núi ấy, leo trèo các thứ, được chưa? Các bạn đi bình thường. Thì sau một quãng đường là 135 km thì cái Honda Blade này, được chưa? Thì nó đã tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,4 lít xăng, tức là rơi tầm khoảng 56 km trên một lít xăng. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu cũng rất bình thường cho một số dòng xe phân khối 110. Tuy nhiên thì hoàn toàn có thể đạt ở mức tiêu hao nhiên liệu tốt hơn nếu mà nó chạy ở chế độ rota xong thì máy có thể chạy lại bình thường chứ không cần phải test máy nữa, được chưa? Thì cái phiên bản này do nó có hệ thống trang bị phun xăng, có nghĩa là phun xăng bộ chế hòa khí bình thường. Còn nếu mà các bạn sử dụng hệ thống phun xăng điện tử ấy, nó có thể là tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Ví dụ như các bạn sử dụng một số dòng xe của Honda như dòng mới hơn, dòng Future chẳng hạn. Tất nhiên là nếu mà dòng này đó được trang bị hệ thống phun xăng điện tử, nó sẽ giúp cho tiết kiệm xăng rất là nhiều. Nếu mà giả sử với các bạn là cái dòng Future FE ấy, được chưa? Thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều. Thường nó sẽ rơi tầm khoảng 70 km trên một lít xăng, test ở dòng Future, được chưa? Và nếu mà dòng này nếu mà áp dụng phun xăng điện tử ấy, thì nó cũng chạy nó cũng rất tốt và nó cũng tiết kiệm ngang ngửa với cái dòng Future. Đây là một trong những thiết kế rất là, tất nhiên là sau này Honda sẽ tích hợp những công nghệ mới, nhất là những chiếc xe của năm 2017 mới vừa rồi, được chưa? Về mặt thiết kế thì những chiếc xe nó đời mới thì nó sẽ có mặt thiết kế này và mức tiêu hao nhiên liệu nó sẽ được thiết kế lại hơn cho với chúng ta, để cho xe của chúng ta hoạt động nó tốt hơn và nó tiết kiệm xăng hơn. Và các bạn xem lại hình ảnh. Đây là dòng xe đã chạy được khoảng 1 năm rồi. Nhìn nó cũng hay cũng được. Đây là dòng 110. Thì dòng 110 nếu mà chạy ở chế độ đường cao tốc ấy thì nó sẽ hơi đuối một chút. Nếu các bạn ngồi ở chế độ 2 người thì chạy ở đường cao tốc ấy, thì các bạn muốn vượt xe khác ấy, thì các bạn nên chú ý quan sát một chút. Nói chung là nếu mà vượt ấy, nó vẫn có thể khả năng là nó vẫn vượt được, nhưng mà nó sức mạnh của nó không thể gọi là nó vẫn hơi đuối một chút khi các bạn muốn vượt xe ở đường cao tốc. Thì các bạn nên chú ý khi vượt xe ở đường cao tốc là được. Nhưng mà tóm lại là cái dòng này nó phù hợp, giá rẻ và nó cũng là ok cho với cái khả nhiên liệu. Rồi ok, đây là anh bạn xe chủ xe. Rồi ok, chào các bạn nha.
Cảm ơn anh đã mượn cho mình một xe.